từ lúc mà vũ trụ Tower Defense còn chưa hiện hữu, tất cả chỉ là hư không nơi ở của Overvoid. Nhưng rồi bàn tay của sự kiến tạo dán xuống vùng hư không, bàn phát ánh sáng, từ luồng sáng ấy hai kẻ từ từ bước ra, tan người tạo và bảo tồn dòng thời gian, Pelosi Commander người đại diện cho Bell Lao hay Chúa Trời, đi bàn phát sự sống và ánh sáng. Sự quyền năng của Chúa đã khiến Overvoid quy phục, trở thành người hủy diệt cân bằng lại sự sống mà Pelosi ban phát một thời gian khi chúa trời đi cảm thấy mình thật vô dụng do pelosi quá hoàn hảo trong việc phân bố và hư không vốn thuộc về overvoi hắn ta tức giận quyết định phá luật hủy diệt vạn vật pelosi và tam hợp lực đẩy lùi overvoi xuống đáy vũ trụ tuy nhiên tên đó quyền năng vô cùng áp đảo dần cả hai vị thánh trước tình thế đó chúa trời xuất hiện và xé toạc overvoi biến hắn thành the voi một không gian rộng lớn dưới đáy vũ trụ tuy nhiên vùng này cũng đã bẻ vũ trụ ra nhiều nhánh thời gian khác nhau nhưng chúa lại không quan tâm và để hai vị thánh làm phần còn lại pelosi tạo nên các vị thần duy trì vũ trụ ở mỗi nhánh thời gian rồi chính ông tự biến mình thành một bức tượng nhằm làm nơi giao thoa các dòng thời gian tam sẽ ở đó liên tục duy trì đa dòng thời gian sự sống và cái chết hai khái niệm quá quen thuộc cái chết là hiện tượng tự nhiên mà ta phải luôn sẵn sàng đối mặt sự sống cũng vậy chỉ là thứ ai cũng đang trải nghiệm tuy nhiên có nhiều người không trân quý nó chiến tranh tự tử cuộc chiến với sinh vật quái thai nó cướp đi rất nhiều sự sống ban phát cái chết khi chết linh hồn sẽ về đâu the voi cứ nhận lấy sự sống the voi ngày càng phát triển các vị thần không thể hiểu biết được nơi này hai vị thánh thì không có thời gian để chú tâm over voi thì liên tục âm thầm đi vào tâm trí những kẻ có ham muốn sâu xa tha hóa họ đi tàn sát sự sống. Sự nổi lên của lực lượng mết và các acelero khiến sinh vật quái thai món yêu thích của Overvoid chết ngày một nhiều. Khi đủ sinh lực, the voi được tập hợp lại, trở thành lại Overvoid, hắn ta tự gọi mình là chúa trời mới the Critator. Tam tập hợp các vị thần lại, chuẩn bị chiến với the Critator. không may thay tất cả đã tử trận và trở thành một phần của the Critator. Hắn ta đi khắp đa dòng thời gian, hủy diệt vô số kẻ sự sống, hấp thụ lấy nó. Tan bất lực, gọi Pelosi để cùng chiến đồng thời thông báo cho Chúa Trời nhưng không hồi đáp. Hai vị thánh quyết định tập hợp đội quân từ khắp Tower Defense ở mọi dòng thời gian lại, họ tin rằng kỳ tích với những kẻ tên Player sẽ giúp họ chiến thắng. Cùng lúc, The Critator đã tới dòng thời gian chính, như thường lệ tổ chức Tower Defense cử quân Aceletro và MEC, cùng nhánh quân Sola đi cản The Critator. Bất ngờ thay, Arceletro và Met không thể tung hỏa lực, thế nên nhánh quân Solar bị quân đoàn của The to quét sạch cùng với sinh mạng của thế giới. Đổi lại, phần còn lại của Tower Defensor đã được cứu bởi Time và Pelosi. Nhóm Tower Defensor chính gặp các Tower Defensor khác từ đa dòng thời gian, như Bunny, Dark Master, thậm chí cả Santa. Pelosi nói đây là nhóm cuối và họ sẽ có cùng cái tên Multiverse Tower Defensor. Pelosi tập hợp các medic lại, trao cho họ lại quyền năng ban phát sự sống của ông, lập nền Lai of Tan cùng Lai of sẽ đi kiến tạo lại sự sống, còn Multiver TD cùng Pelosi sẽ đi cầm chân the Gritator. Nhóm giờ đã đi về quá khứ, lúc đánh với Phalen King, họ đã tiêu diệt vị vua nhanh hơn, điều này gây xáo trộn, tạo nên dòng thời gian mới gây chú ý cho the Hắn ta xuất hiện, cùng quân đoàn chiến đấu với mờ từ giờ trong lúc này lai op savatino đi kiến tạo lại sự sống đã ra đi rút bớt dần sức mạnh the kritator pelosi đánh tay đôi làm phân tâm kritator trong lúc giành co the kritator dùng lực tung đòn khiến Belosi tan sát nhận ra Belosi yếu bất thường và mình cũng yếu dần the kritator đã phát hiện kế hoạch của tan cơ mà đã quá muộn tan cùng lai savatino trở về cùng mờ từ giờ tiến lên càng quân đoàn the kritator Cùng lúc, Chúa Trời đã trở lại, rồi xóa sổ sự tồn tại của The Gritato. Tan bức xúc, tại sao Chúa lại quá muộn màng, tuy nhiên mọi thứ đã kết thúc, Chúa lại biến mất. Mọi thứ trở về bình thường, mỗi dòng thời gian dựng lên tượng Blossy Commander để tưởng nhớ vị cứu tinh.